Nhà chức trách Y tế Mỹ ngày 19 tháng 4 loan báo những ai từ 16 tuổi trở lên tại Mỹ đủ điều kiện được tiêm vaccine COVID-19. Bác sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC cho biết, bà hết sức vui mừng rằng hiện nay tất cả mọi người từ 16 tuổi trở lên đều đủ điều kiện được tiêm vaccine 19. Một bước tiến khổng lồ của chúng ta trong những nỗ lực chấm dứt đại dịch này. Đa số các tiểu bang Mỹ đã nới rộng điều kiện đòi hỏi được tiêm chủng xuống còn 16 tuổi. Alaska là tiểu bang đầu tiên hạ thấp nhóm tuổi, trong khi những tiểu bang khác như Georgia, Texas và California nhanh chóng đi theo. CDC ngày 19 tháng 4 cũng cho biết hơn phần nửa số người trưởng thành tại Mỹ đã nhận được ít nhất một liều vaccine virus corona, tức là hơn 132 triệu người. Bà Walensky khuyên cáo vẫn có khả năng xảy ra những ca đột phá, nghĩa là những người được tiêm chủng đầy đủ vẫn có thể lây nhiễm COVID-19. Tuy nhiên cho tới nay, bà nói vaccine dường như thành công. Bà cho biết, trong gần 6.000 ca bị nhiễm COVID sau khi tiêm chủng, có khoảng 30% không có triệu chứng nào cả. Đây thực sự là tin đáng khích lệ. Thêm vào đó, dữ liệu hiện nay của chúng ta cho thấy những vaccine COVID-19 được phép sử dụng tại Mỹ tạo ra được bảo vệ chống các biến thể hiện luân lưu tại Mỹ. Mỹ hiện chưa cho phép tiêm vaccine COVID cho những người dưới 16 tuổi, trong lúc các cuộc thử nghiệm đang được tiến hành.